chân chủ Nghệ An, Đức Hoàng người ông chân chủ Nghệ An, về huyện Thiên Bản ông làm quan đất đất phủ dày. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
non xanh vời câu chuyện mùa hoa nở hoàng về với dân để tay thiên rót chén rượu mùi nhân tuần sơ dâng lên bề mọc cá cô đi dâng mời mời rước ông hòa mười sơi a sơi rước ông mời tay tiền cá cô rót chén rượu mồi nhất tuần sơ nhị tuần á cá cô tiến dâng mời là mời rước ông hoàng mười sơi cá cô mời rước ông mười chúng dâng lên bề ngọc cá cô nê dâng mời mời rước ông hoàng mười sơi a sơi rước ông hoàng mười sơi tiếp vui họ nguyên kiều thịnh đức hoàng mười chữ ông mười về ông chứng đến chứng lại thế ông chứng tâm lòng cho
đồng. Chứ ông cho ghế ông cầu lên được được trong gia chân đường thuận mình.
đến lòng đức hòa người thấy lâm âu nằm uy danh sáng soi muôn đời hoàng cơ giữ yên trời nam muôn dân bắc trung làm phụng thờ đồ cho non nước bình an. Tâm tư theo cánh nhạn hồng gửi về xứ thiên Nghệ An hoàng đồ cho phúc lâu giàu bền lộc lộc vô nhà như nước dòng sông Lam đồ cho phúc lâu giàu bền lộc lộc vô nhà như nước dòng sông công thiên cát nhất loan giá ngự về đây kinh dâng lên hoàng khúc cầm sơn cõi bờ vâng lạy đại vua cha hoàng lĩnh phong kiến cờ số loài sập sơn lăng phút tan không ngờ khai hoàng ca hạt xa theo gió mây bóng về giang khí linh thiêng nước non này mãi đường bình đào tiên như trăng trăng rằm sáng soi đêm trường soi đêm trường thật thần thiết sứ nghệ ghế quan hoàng được danh trung thần xuôi làm bắc bắc đi về bốn phương ai cũng vô qua đền ông sớm tối đèn nước kia đi sâu cả ông người ngàn năm trăng sáng núi kia dấu mòn đức đức hoa vẫn tựa vâng xin cúi đầu
thắp một tuần nhang. Gần xa con núi xin ông mười ông ban tài
biết lòng gần xa. Tôi tú anh linh linh đồn xa vàng khắp khắp mọi lời. Cả năm mà tháng này đi vào Nghệ An cung kính. Tháng năm năm an lành tâm thanh vạn sự thỏa